Hoài Sa và Xuân Nam. Thân ái kính chào quý khán giả của hệ thống Việt TV. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Xuân Nam. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thành đến tỉnh là một bản tin cho hay, hơn 400 cục điện tại Hà Tĩnh bị gãy trong bão. Cơn bão số 10 vừa qua để lại huyện Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh hàng trăm cục điện bị gãy đổ. Theo mô tả của một tờ báo trong nước, thì cả một hàng cục điện đi qua xã Kỳ Long của thị xã Kỳ Anh đã bị bão quật gãy xoắn, khiến cho bê tông vỡ, lộ ra ngoài bộ cấu thép, trong đó có rất nhiều thép hình chữ V. Giới chức điện lực của Kỳ Anh đã nhận định bão số 10 làm hơn 400 cục điện bị gãy đổ, trong đó có rất nhiều cục điện có loại thép hình chữ V. Những cục điện này do công ty Khánh Vinh có trụ sở trên địa bàn của tỉnh đã sản xuất. Được biết, năm 2002, nhà máy bê tông Khánh Vinh do một công ty của Trung Cộng đầu tư được xây dựng tại Nghệ An. Đến năm 2015 thì nhà máy được bán lại cho ông Trần Trọng Tuệ, cùng ngụ ở tỉnh này. Ông Tuệ cho biết, hồi còn thuộc quyền điều hành của công ty Trung Cộng, nhà máy Khánh Vinh sử dụng thép hình chữ V để đúc cột điện bê tông. Hiện thì nhà máy không sử dụng loại thép này nữa. Trường tiểu học ở Thanh Hóa bị tố là bước sáng và ngăn của học sinh. Thưa quý vị, một thầy giáo tại trường tiểu học Điện Biên 2 tố cáo nhà trường đã cắt xén phần ăn của học sinh. Tuy nhiên, hiệu trưởng trường đã phủ nhận. Vào ngày 6 tháng 10, tin từ báo điện tử trong nước cho hay, Phòng Giáo dục thành phố Thanh Hóa cho biết đã nhận được thông tin nghi vấn bớt xén phần ăn của học sinh ở trường tiểu học Điện Biên 2 và đang xác minh. Trước đó, một thầy giáo của trường này đã tố cáo trường cắt xén phần ăn của học sinh. Theo đó, qua hình ảnh thầy giáo này chia sẻ, bữa cơm trưa của học sinh chỉ vỏn vẹn một miếng cá thu nhỏ, một ít rau muống xào, cơm trắng, nước canh rau muống. Và tình trạng học sinh phải ăn những bữa ăn đơn sơ thế này diễn ra từ khá lâu. Xác nhận phần ăn trong hình ảnh trên là có thật, bà Trần Thị Vân, hiệu trưởng trường tiểu học Điện Biên 2 cho biết. Đây là phần ăn của nhà trường trong buổi trưa 4 tháng 10. Bà hiệu trưởng trường này cho biết, vì cá thu đắt tiền nên bữa ăn của học sinh chỉ có thể được như vậy. Tuy nhiên, trước lời giải thích của bà Vân, nhiều người cho rằng không thỏa đáng. Chủ nhà trọ tại Long An phải đóng chi phí cho công an xã. Nhiều người dân ở thị xã Nhị Thành của huyện Thủ Thừa có nhà trọ hàng tháng phải đóng một khoản tiền phí không nhỏ cho công an xã mà không hề có biên nhận. Theo một tờ báo trong nước cho hay, bà Trần Thị Hoa, 60 tuổi, một chủ nhà trọ, than rằng chồng của bà bị cụt chân, con trai thì bị bệnh tâm thần nhẹ. Bà gom tiền dành dụm xây 20 phòng trọ nhỏ cho thuê, giá chỉ từ 600 cho đến 700 ngàn đồng tiền Việt Nam trên một tháng, để có tiền chăm lo cho chồng con. Mặc dù nhà trọ chưa bao giờ kín phòng, nhưng mỗi tháng, bà Hoa vẫn phải đóng đầy đủ các khoản thuế, tiền an ninh quốc phòng, và còn phải nộp riêng cho các ông an xã là 25 ngàn đồng trên một phòng trọ, dùng để chi cho dân phòng hoạt động. Không chỉ bà Hoa, rất nhiều chủ phòng trọ ở thị xã Nhị Thành đều bị công an thu các khoản tiền tương tự. Dù nhiều phòng trọ ế ẩm, không có khách thuê vẫn phải đóng tiền. Cũng theo nguồn tin trên, một công an viên khẳng định, việc thu tiền của nhà trọ là có, nhưng nguồn tiền này chi vào đâu thì chỉ có các lãnh đạo thì mới biết. Khởi tố trưởng phòng thanh tra thuế nhận hối lộ hàng trăm triệu. Thưa quý vị, ông Hồ Minh Kim, trưởng phòng thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh Bình Định, đã bị bắt quả tang đang nhận tiền hối lộ của đại diện một doanh nghiệp xây dựng có trụ sở tại thành phố Quy Nhơn. Tin từ báo trong nước cho hay, một lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Minh Kim, 53 tuổi, trưởng phòng thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh Bình Định để điều tra về tội danh nhận hối lộ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khi tiến hành thanh tra thuế đối với doanh nghiệp xây dựng nêu trên, ông Kim phát hiện có vi phạm nên liên tục đe dọa xử lý nặng, sau đó đòi số tiền khá lớn. Sau quá trình thỏa thuận, hai bên thống nhất số tiền mà doanh nghiệp bị xử phạt là khoảng 70 triệu đồng do các vi phạm về thuế. Còn 130 triệu đồng thì doanh nghiệp này phải đưa riêng cho ông Kim. Quá bất bình, chủ doanh nghiệp đã làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra. Kính thưa quý vị, học sinh bị buộc đóng tiền xây dựng nông thôn mới. Sau khi thu tiền xây dựng nông thôn từ các gia đình, Ủy ban Nhân dân của xã Nam Đông, huyện Cư Chút của tỉnh Đắk Nông tiếp tục buộc học sinh trên địa bàn phải đóng khoản tiền là 400.000 đồng Việt Nam trên một em. Theo thông báo mới đây của Ủy ban Nam Đông, huyện Cư Chút, tỉnh Đắk Nông, thì từ năm 2017 cho đến 2018, tất cả học sinh từ mầm non cho đến trung học cơ sở đều phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới với mức là 400.000 đồng trên một em. Người dân nơi đây cho biết, trước đó thì Ủy ban Nhân dân xã đã ra thông báo về việc toàn dân đóng góp tiền xây dựng nông thôn mới với mức là 830.000 đồng trên mỗi gia đình. Thế nhưng, vào đầu năm 2017 và 2018, nhà trường lại thông báo theo chỉ đạo của lãnh đạo xã,
các cháu đang đi học cũng phải đóng là 400.000 đồng trên một học sinh tiền xây dựng nông thôn mới. Vì thế, những gia đình có 3 hoặc là 4 cháu nhỏ đi học lâm vào cảnh rất khó khăn. Đáng nói, xã đã thông báo rằng 70% phụ huynh đã đồng ý với khoản đóng góp này, trong khi thực thụ thì các phụ huynh nói rằng họ không hề đồng tình và không có biên bản ký nhận vào việc nói trên. Bản tin tiếp theo có liên quan đến một vụ việc anh trai dùng giáo đâm chết em ruột. Thưa quý vị, vì nhậu say, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam đã đến trước nhà anh trai mình la lối dẫn đến xô xát và đã bị anh trai cầm giáo đâm chết. Vào hôm ngày 7 tháng 10, tin từ báo Người Lao Động trong nước cho biết, Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ án mạng khiến cho một người bị đâm chết. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 7 giờ tối ngày 6 tháng 10. Sau khi đi nhậu về, ông Alan Phin, 41 tuổi, đứng trước nhà của anh trai là ông Alan Lập, 43 tuổi, cả hai cùng trú tại thôn Ngói, xã Cà Di, huyện Nam Giang, đã la lối nên ông Lập ra cự cãi với ông Phin. Sau đó, ông Phin nhặt một hòn đá lên định ném ông Lập, thì ông Lập chạy vào nhà mang ra một cây giáo dài hơn 2 mét. Thấy ông Lập cầm giáo, ông Phin lao đến đấm vào mặt, khiến cho ông Lập ngã nhào xuống đất. Liền sau đó, ông Lập bật dậy cầm cây giáo đâm liên tiếp 3 nhát vào tay, chân và mạng sườn trái của ông Phin, khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Bắt cụ bà 67 tuổi vận chuyển heroin vào Đà Nẵng. Vào ngày 6 tháng 10, giới chức trách của tỉnh Đà Nẵng thông báo về vụ án bắt giữ đường dây vận chuyển ma túy tại Đà Nẵng. Trước đó, qua xác minh, Công an của quận Hải Châu Đà Nẵng và Phòng 9 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng đã theo dõi một đối tượng đang vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Khi phát giác đối tượng đi trên chiếc xe biển số là 37A07324 lưu thông hướng từ Thừa Thiên Huế vào Đà Nẵng, giới chức trách công an đã bám theo và chặn bắt giữ đối tượng ở quận Hải Châu. Đối tượng trong vụ án được xác định là bà Nguyễn Thị Thảo, 67 tuổi, vừa mãn hạn tù năm 2013. Lúc bị bắt, bà Thảo đang giữ trong người một bánh heroin có trọng lượng là 360 gram. Tại cơ quan công an, bà Thảo khai nhận, chiều ngày 5 tháng 10, bà được một người tên là Hương, trú tại Quảng Bình, thuê để vận chuyển một bánh heroin từ khu vực của chùa Đèo Ngang của Quảng Bình vào quận Hải Châu với số tiền công là 10 triệu đồng. Nói với tài xế là mình đi chùa, bà Thảo thuê xe hơi này để vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng. Thưa quý vị, đã phát giác một thi thể trên mái nhà tại Bình Dương. Theo tờ báo trong nước đưa tin, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào hôm thứ Sáu đã khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc một người tử vong bất thường trên mái nhà tại địa bàn. Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 10, một người hàng xóm phát giác ông Nguyễn Minh Tâm, 67 tuổi, ngụ tại đường Lê Thị Trung thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã nằm bất động trên mái nhà của ông này nên hô hoán. Người dân lên mái nhà xem thì phát giác nạn nhân đã tử vong, người co lại, ngay sát nạn nhân có một sợi dây điện. Quan sát tại hiện trường cho thấy ông Tâm trông như chậu kiểng trên mái nhà của mình. Ở đây có nhiều dây điện nên người dân nghi ngờ rằng ông đã bị điện giật chết trong lúc lên mái nhà sửa chữa dây điện hoặc chăm sóc cây cảnh. Ông Tâm thích trồng cây kiểng nhưng do nhà diện tích hẹp nên ông mới đưa cây lên mái nhà. Hỏa hoạn đã do điện thiêu rụi nhiều tài sản của người dân. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu tái định cư X2A, phường Yên Sở của quận Hoàng Mai, Hà Nội, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 tối thứ Bảy ngày 7 tháng 10, người dân nghe thấy những tiếng động lớn tại khu vực nói trên, kèm theo đó là một cột khói của cùng lửa đã cháy bốc lên. Giới chức trách phòng cháy chữa cháy đã điều động 3 xe cứu hỏa đến hiện trường, sử dụng mọi phương tiện và công cụ để khống chế đám cháy. Đến khoảng 10 giờ sáng, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, song đã thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân hỏa hoạn được nhận định xuất phát từ trong gara xe hơi số 76 khu vực tái định cư của nơi đây. Ngọn lửa từ đây lan sang hai tòa nhà bên cạnh và được cho là kho chứa hàng. May mắn là vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về nhân mạng. Nền nhà nóng bất thường 42 độ C ở Thanh Hóa. Thưa quý vị, tin từ báo Người Lao Động trong nước vào hôm ngày 7 tháng 10 cho hay, giới chức Ủy ban phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang kiểm tra hiện tượng nền nhà có một nhà dân trên địa bàn đã nóng rang bất thường. Hiện tượng lạ trên xuất hiện tại gia đình anh Thạch Ngọc Tuấn, sinh năm 92, ngụ tại phố Hồ Xuân Hương, phường Tân Sơn. Theo chủ nhân ngôi nhà, vào sáng ngày 3 tháng 10, anh ngủ dậy bước chân xuống nền nhà, bỗng giật mình vì nền nhà nóng như có ai đốt. Khu vực nóng có diện tích khoảng 1,2 m². Nghi ngờ do rò điện, gia đình đã cắt điện trong vòng một ngày nhưng nền nhà vẫn không hết nóng.
Cũng theo anh Tuấn, thấy hiện tượng lạ trên, anh đã mang nhiệt kế đặt vào vị trí trên, thì thấy nhiệt độ lên tới 42 độ C. Thậm chí khi mang quả trứng gà ra đặt vào vị trí trên thì trứng chuyển sang chín lòng đào. Theo biên bản ghi nhận hiện trường của giới chức phường Tân Sơn, vị trí nền gạch nóng bất thường có diện tích rộng gần 0,6 m, dài 2 m. Do lo sợ nền nhà nóng bất thường không an toàn, nên hai ngày qua anh Tuấn đã phải chuyển sang nhà hàng xóm ở nhờ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh cùng với Xuân Nam và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị vẫn luôn luôn giữ màn hình của hệ thống truyền hình Việt TV và hẹn quý vị trong những chương trình tiếp theo.